Thì vừa rồi là mình sử dụng cái tính năng giám sát ở trên cái chiếc robot hút bụi Ecovac D-Bot X5 Pro Omni. Thì hầu như tất cả những cái robot hút bụi hiện tại đều sẽ cho anh em mỗi camera ở trên con robot để sử dụng như một cái camera giám sát. Anh em sẽ điều khiển nó giống như một chiếc xe đồ chơi và có mỗi camera FOV để mà quan sát xung quanh trong nhà anh em. Mình sử dụng cái tính năng này ở trên con X5 Pro Omni để mà quan sát hai con mèo ở nhà mình. Không chỉ là quan sát qua camera mà mình có thể tương tác với nó theo kiểu là mình sẽ di chuyển con robot để mà nó đi theo, nó tương tác với cái con robot. Thì đây là một tính năng rất là hay cho những cái người làm việc văn phòng giống như mình. Mình sẽ dành phần lớn thời gian khoảng 8 đến 10 tiếng một ngày ở công ty. Và nếu như có một cái gì đó ở nhà mà mình muốn quan sát, mình muốn xem, hoặc là có ai đó đến nhà mình chơi lấy đồ cái thứ, thì mình có thể dùng robot hút bụi để mà quan sát và giao tiếp trực tiếp ở trên màn hình điện thoại của mình. Và còn có thể gọi điện thoại giao tiếp hai chiều. Mình có thể nói và loa sẽ được phát cái tiếng của mình ở trên robot hút bụi. Alo, nghe rồi. Thì đây là mình đang demo cái tính năng gọi điện trực tiếp chừng máy hút bụi ha. Nghe rõ không Phúc ơi? Nghe rõ. Ok. Thì đây là một cái tính năng rất là hay mà mình nghĩ là anh em nên tận dụng ở trên con robot hút bụi ở nhà anh em. Thì đó là những cái gì mình muốn gửi đến anh em về cái tính năng giám sát ở trên những cái chiếc robot hút bụi và mình đang sử dụng là Ecovac D-Bot X5 Pro Omni. Xin chào và hẹn gặp lại.